Chính phủ Venezuela đã đề xuất ngân sách cho năm 2014 trên cơ sở nền kinh tế tăng trưởng ổn định và làm pháp giảm xuống còn một nửa so với mức hiện tại. Nhưng dự báo lạc quan này xem ra tương phản với tình trạng hiện tại đầy khó khăn với giá cả tăng và thiếu hàng hóa. Bộ trưởng Tài chính Nelson Meretet đề xuất Quốc hội mức ngân sách 87 tỷ đô la cho mục tiêu GDP tăng trưởng 4% và tỷ lệ lạm phát từ 26 đến 28% so với trung bình trong 12 tháng qua là gần 50%. Lạm phát năm nay ở mức cao kỷ lục và cao hơn cả mức bình quân trong 13 năm qua. Chúng tôi dự kiến năm sau lạm phát sẽ ở mức từ 26 đến 28%. Dự kiến ngân sách năm 2014 ở mức 87 tỷ đô la, tương đương 551 tỷ Bolivar theo tỷ giá quy đổi chính thức, tức là tăng 39,4% so với ngân sách năm nay. Thành tựu kinh tế khả quan hơn là mấu chốt thành công cho Tổng thống Nicolas Maduro, người từng đối mặt với những chỉ trích về chính sách kinh tế, mặc dù vẫn được người nghe ủng hộ như các chương trình xã hội của người tiền nhiệm là cựu lãnh đạo đảng xã hội Hugo Chavez. Quốc hội Venezuela do đảng xã hội cầm quyền kiểm soát có vẻ đã thông qua ngân sách với một chút thay đổi, ngân sách dựa trên mục tiêu giá dầu 60 đô một thùng, mặc dù giá trung bình của dầu thô và dầu tinh lọc Venezuela là gần 100 đô la. Ông Merindet từ chối tiết lộ mục tiêu sản lượng dầu năm sau và giải thích rằng điều này đang được thảo luận tại Ủy ban Tài chính Quốc hội.